Xin mến chào bà con nông dân đến với kênh Cuộc Sống Miền Quê ha. Thì mình trở lại cái miếng lúa mình xạ vụ 3 giống OE18 bà con. Thì bữa nay nó được 15 ngày ha. Hôm dài thì nói chung là trời mưa rất là lớn, làm cho nó ngập rất là sâu. Cho nên là cái giai đoạn lúa đến 15 ngày thì mình vẫn chưa có bón phân đợt 1 cho nó bà con ơi. Thì khi mà mình xạ cái đêm đầu á, thì mình cũng đã có lót UG cho nó 10 kg một công ha, công 1.300 mét vuông rồi con. Thì cho đến cái thời điểm này nó được nửa tháng rồi, 15 ngày rồi con. Thì bữa nay hôm qua cũng mưa rất là lớn rồi. Bữa nay mình tháo nước ra bớt rồi, thì mình sẽ tiến hành bón phân đợt 1 cho nó rồi con. Thì đối với kinh nghiệm của mình á, là đối với cái vụ ba đâu con, thì cái giai đoạn nhỏ này nè, có điều kiện mà nước nó không ngập bình thường á, thì bà con nên bón thúc cho nó rất là nhanh ha. Tức là giữa cái đợt 1, đợt 2 và đợt 3 thì mình bón liên tục để làm sao cho cái cây lúa nó phát triển nhanh lên ha bà con. Để cho nó kịp với cái thời giờ tiết mà nước ngập á, thì mình làm siết lên. Rồi đến đón đồng thì mình cũng không kể theo cái giai đoạn mà tiêm đèn 1 ly 2 ly gì hết bà con, mà mình có thể là bón phân sớm hơn để tránh trường hợp sau này là cái bệnh cháy bị lá nè. Nếu đến cái giai đoạn chỗ mà bà con thấy nó còn xanh quá thì cái hiện tượng cháy bị lá nó sẽ dễ xảy ra ha. Cho nên đó là có thể mình bón phân đón đồng sớm, hay gọi là bà con mình gọi nôm na đó là dứt phân đó bà con. Thì mình dứt phân cho nó sớm ha, có khi là 30 mấy ngày là mình rải rồi mình để luôn, mình không có bón đón đồng nữa ha. Cho nên là làm sao bà con bón phân đợt 1, có thể là xả xuống bà con mình bón lót ha, rồi bón đợt 1, bón thúc đợt 1, bón thúc đợt 2, thì làm sao cho cái cây lúa nó bự con cái giai đoạn nhỏ. Thì sau này mình đủ chồi rồi thì mình cũng không cần phải bón phân đúng ngày tháng giống như là ở những cái vụ đông xuân và vụ hè thu mà con. Thì đó là cái những cái chia sẻ kinh nghiệm của mình nhỏ nhỏ đối với cái vụ thu đông, hay gọi là vụ ba đó con. Thì mình bón đợt 1 thì mình bón cũng chuyên dùng thôi bà con. Thì cái phân con cò của cái công ty Tâm Phúc này thì nó là cái thành phần NPK của nó đó là 20 15 7, tức là UG thì 20, lân là 7, còn cái kali thì xin lỗi là lân 15, kali là 7 ha. Thì mình cũng thường sử dụng đối với cái phân này thì nó cũng rất là tốt rồi coi. Thì chút nữa mình quay cho bà con coi luôn ha. Rồi thì đây là cái cách bón phân đợt 1 cho cái lúa mà nó gặp thời tiết bất lợi ha. 15 ngày mới bón được 1. Đáng lý ra là 15 ngày là mình đã bón đợt 2 rồi đó bà con. Ngay. Nhưng mà do cái thời tiết với lại mình có lót trước rồi, cho nên là không gà ngập nước thì sâu quá mình không thể bón được. Rồi bây giờ mình bón, mình chia sẻ kinh nghiệm lên cho bà con ha. Rồi xin mến chào và hẹn gặp lại bà con ở video sau.